pháp danh Thích Giê-xu. Wow. Dạ con chào sư mục, Amen Đà Phật. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nam Mô A Di Đà, Amen. Liên minh tôn giáo, Amen Đà Phật. Hòa giải dân tộc. Phật tử Thích Amen. A đầu. Chỗ tao có một ông bảo theo hết, để nếu bên kia không nhận thì còn có chỗ đi. Lạy Chúa, bần tăng theo đạo hồi. À thế à? Thích thì về. Mô men. Lạy Chúa, con yêu Phật. Ủa? Gì đó? Đi đường dài phải có hai đạo, để lúc đạo này bận thì có đạo kia, tôn giáo linh hoạt. Nóng, gấm Kami bất ngờ công khai bạn gái. What? Có phải lắp công cụ hỗ trợ không nhỉ? Như hai giọt nước. Xin dâng hiến cặp đôi này để đổi lấy sự bình an cho Du Thiên Gia nốt lệ cay. Đứa nào nằm trên, khai mau. Bình thường mình thấy chảy cối đi với nhau, đây lại hai cái cối à. Cối lồng cối, mồm sắt với mồm, hai đứa ôm nhau thành đôi tri kỷ. Oh my god. Gấm Kami viết cho bạn gái, chị yêu em vì sự tử tế, em dành chọn tình yêu và sự nuông chiều cho chị, em không phải cố trở thành phiên bản hoàn hảo của một ai khác, em có là ai và có là gì đi nữa thì chị yêu em vì chính em. Thời bình thì cần gì dùng súng, gái đẹp người ta yêu nhau hết thì súng ống chỉ có vứt. Điều tuyệt vời nhất trong một mối quan hệ đó chính là vừa quan hệ xong lại quan hệ được tiếp. Hiểu kiểu gì? Hai cái đĩa úp vào nhau chà chà đánh DJ. Ôi trời ơi! Lưỡi hoạt động hết công năng. Danh tính bạn gái gấm Kami, cơ thủ Dương Yến Vi, sinh năm 2002, đến từ Cao Bằng. Cô hiện đang thuộc đội tuyển BA Hà Nội. Vãi ò cắp kéo. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Báo đến hai em là anh tài trợ súng trong lúc thi đấu, hai em cần đến nó nhé. Có khi nào cái gậy bia chính là công cụ gây án? Nani? Thầy ơi, nhiều Phật tử hỏi sao lúc nào cũng thấy thầy cười hết vậy? Thích tự do, dạ con cười cho nó vui ạ. Đâu như ai kia. Trên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma. Câm. À, qua tiếng hát của chính tác giả trong đêm nhạc của buổi tối ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Thương Tọa Thích Chân Quang. Hòa bình ơi, tình yêu em. Hồng số tâm di tay anh, dám giữ đời anh trong bụng tôi. Mai đây chúng dạy anh đi, ra tòa chờ ngày chịu an. Anh đấu chân đấu khúc mà, rồi thứ sao có chiến này. Bác nào gặp đoàn phỏng vấn thầy này giúp em với. What the hell? Khi các con lớn lên, mẹ sẽ kể cho các con nghe bố là người như thế nào. Từ khi mẹ đi làm cho đến nay, dù đó là ngày mưa hay bão, hay là nắng gắt kẹt xe,
360 ngày, mỗi ngày bố đều đón đưa mẹ, không thiếu một ngày nào. 5 ngày còn lại, nếu có thiếu, là do bố bệnh hoặc đi công tác nhưng vẫn dặn mẹ đi gấp ca cho an toàn. Wow! Mẹ đi làm đẹp, nail, mi, spa, shopping, bố đưa đi, ngồi chờ đến khi nào mẹ xong thì trở về mà không bao giờ nề hà hay than thở chờ lâu. Căn nhà nào bố cũng cho mẹ tự do sáng tạo, bày biện với câu nói chỉ cần vợ thấy đẹp là được. Bố luôn là người âm thầm làm việc nhà cho mẹ, bố nói mẹ làm ẩu, bố không yên tâm. Bắt đầu. Ngày trước quen nhau mẹ hỏi, em không biết nấu cơm, em nấu dở lắm. Bố nói, anh không ăn cơm, không cần nấu đâu, chí mạng. Từ đó mẹ luôn muốn nấu thật ngon cho bố. Và bố là người dành rửa chén sau những bữa ăn đó, tại sợ mẹ rửa dơ. Mẹ thích mèo, bố thích chó, nhưng cũng vì chiều mẹ mà bố nuôi 3 con mèo. Nhấn mạnh, bố là người nuôi mẹ không nuôi. Từ cho ăn, dọn vệ sinh, mua mèo, chích vaccine, đưa mèo đi bệnh viện, mất ăn mất ngủ vì mèo, chỉ muốn mẹ và các con vui. Chỉ cần mẹ nói mẹ thích đi đâu là bố sẽ đưa mẹ đi bất cứ nơi đâu, miễn đi được là đi. Khoản ăn thì khỏi nói, chỉ cần mẹ nói thèm, bố sẽ cho mẹ ăn tới ngán thì thôi. Biết mẹ thích chụp ảnh, bố còn tự đi học một khóa chụp ảnh để chụp cho mẹ thật ảo. Khi mẹ mang thai, vẫn là bố luôn đồng hành từ khi con là một hạt cát cho đến khi con chào đời. Không một buổi khám thai nào mà bố không có mặt cả. Bố đang gánh tim. Đẻ con ra, bố chăm con, bố chăm luôn cả bà đẻ cả ngày lẫn đêm. Vì bố mẹ ở riêng nên một tay bố lo hết cho mẹ và các con. Vừa chăm em nhỏ, vừa chơi với chị hai, vừa hầu mẹ. Bố luôn quan tâm đến gia đình ngoại, không để mẹ bận lòng hay lo lắng nhiều, đưa nhau đi chơi khi có dịp. Mẹ chỉ mong các con sẽ gặp, trở thành một người như bố, rất ít khi nói lời yêu thương mà chỉ thể hiện qua hành động. Mẹ chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm này để các con biết, các con có một người bố yêu mẹ và các con như thế nào. Oh my God! Giàu thì khoe thế thôi chứ chồng nghèo xem có chửi chồng đủ 360 ngày không. Rồi khi bố không làm ra tiền thì mẹ đi theo ông khác giàu hơn. Lúc bố không làm ra tiền nữa mà mẹ là người phải nuôi gia đình, lúc đó mẹ sẽ nói, đàn ông lo kiếm tiền không lo, toàn lo mấy cái việc lặt vặt, ông ra mà coi ngoài đó họ làm ăn kìa, thế là mẹ theo trai. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, mà chồng tôi nó lạ lắm các bác ạ, sống cực tình cảm luôn ó, đúng là nghiện sống tình cảm thực sự hạnh phúc. Ai xin vía hạnh phúc này mình xin phép được bán lại giá không đồng đừng mặc cả ạ, tự trả tiền ship nhé. Mai chồng đừng đập đá nữa, mỗi lần đập đá chồng lại bác giao đuổi vợ, vợ sợ lắm. Chồng xin lỗi vợ, chơi nốt hôm nay, mai chồng bỏ, yêu vợ nhất. Yêu chồng. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Mới vô đọc cái vụ đưa đón là tao nghĩ liền, mẹ đưa đón bằng con uây ghẻ thử xem, nắng mưa đội đầu hết có mà chụp hình bốc phốt. Tôi vừa tự đánh mình cho tỉnh giấc mộng sớm mai. Người giàu yêu nhau lãng mạn thật. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.